Nhạc chị John nói ngày 29 tháng 6 chủ đề là Zurich ở Phú Quốc. Phú Quốc là tàu. Như Hàn Quốc Phú Quốc cho Zurich, ở Phú Quốc, thú vị, ở Hàn budget, high budget, by to Hàn Quốc, in turn by then Phú Quốc, by quốc tế phải chưa các ô phú quốc ô thích các hãng các sản ô thích âm nhạc ẩm thực của Việt Nam, ví dụ phở bún chả Hà Nội, trái cây, dưa, chuột, như trái cây bị người Hàn Quốc thích trái cây khô ăn trái cây gia đình Zurich gia đình là quan trọng ở Phú Quốc. Từ Hàn Quốc đến Phú Quốc, người Hàn Quốc du lịch về đến đảo Côn Đảo Cano trip du lịch Cano Cano du lịch đạo lâm bối cano du lịch là phổ biến công ty du lịch ví dụ John Tour nhau nhân bản công ty du lịch chụp chụp các tên tàu hồ sử dụng xe máy và ô tô mỗi buổi sáng hồ chụp các chụp các sàn tên táo hồ đi ăn tối ăn tối là tam phố ô năm phúc quốc năm ô an tội cano chuẩn đi tàu tàu sau tàu
Badao, Yuka, có thể với Yuka có thể ăn chu Yuka có thể Yuka có thể các hàng Yuka có thể ni ô biên dùng chai dua chu sao chu sao voi o ba đào chu các về nhà các thằng tôi là Zurich mùa này tôi là Zurich mùa này ô Phú Quốc cho đêm là phố viện như các thằng tam giác sẽ xem xét tam giác cho đêm ô dung đồng ở dung đồng đồ dung cha nông đạo cho đêm có nhiều ẩm thực như như sản phẩm du ca đi bộ ở cho đêm có thể mua sản phẩm có thể ăn ẩm thực của Việt Nam. Chỗ đêm là căn chùa Đình Cầu. Chùa Đình Cầu là quan trọng. Chùa Đình Cầu là phổ biến ở Phú Quốc, Trung Đông. Các tiêu cực thích massage. Các hàng massage là nhiều phổ biến. Nhồi massage làm việc tốt nhất. Tôi đã nói chuyện về du lịch ở Phú Quốc. Tôi đã nói về du lịch Phú Quốc có thể tôi cố gắng nói chuyện bằng tiếng Việt. Tôi mỗi kinh nghiệm mỗi về tiếng Việt. Tôi học tiếng Việt có nhắc chi cho ông nói này năm 2019 tan giáo từ chế là vui ở Phú Quốc là nông thôn với Hàn Quốc với du lịch phát triển mạnh mẽ thư viện ở đây cũng rất tốt ở Úc
của cha chúc thầy bảo nhưng tôi chức phúc quốc hơn tao và chú đích ô đại chất chiến lộ bạn có thể trải nghiệm cách lối hay sang nông Hàn Quốc cung chất tiếp bồi internet và sắc quốc tế em chùa chất tốt ở Hàn Quốc nhưng rất thích các chiên các thuốc ở đó tôi thích ăn thức ăn Việt Nam đặc biệt là những món cải tôi đã làm video về các lối chay cay ở Việt Nam chay cay ở đây là đúng và đa dạng khi mua tóc tôi chứng đến chú tức ổ quang chứng qua hang ổ đồ rất tốt đau tôi chứng đau nên tôi cần xúc chăm tạo tôi cũng chứng xu hèn kiểm tra sức khỏe và tài giang việc cần làm năng rất quan trọng tôi thích chi tạo xe máy và ô tô sang sông tôi chung là hồ để yêu thích không chỉ trong làng tôi cũng thích chi ăn tôi vui bạn bè và gia đình phục vụ cô nhiều nhà hàng đúng và tôi rất thích các món ăn ở đó khi đi du lịch tôi dùng mà các sản phẩm địa phương tôi tài chất các sản phẩm ở đây rất tốt và chất lượng tôi chúng đi massage để thư giãn và cảm thấy thoải mái phục vụ là nơi tuyệt vời để sống và trải nghiệm cuộc sống công tác năm 2019 tôi đã thảo luận về Vũ Phú, nói tôi đây là chủ yếu và hạnh phúc của du lịch và trên mạng. Tôi thích các loại hải sản và thiên nhiên du lịch ở đây, thư viện, cùng nghệ thuật. Tôi so sánh bội ước và tài giả. Tôi thích Phú Quốc hơn, đặc biệt là về trải nghiệm tàu du lịch. Tôi cũng để cấp trên Hàn Quốc và tích các tiêm các túc các túc ở đó các túc tôi tích túc ăn để đặc biệt là các món cải bà đã làm video và về trái cây ở Việt Nam khi mà chúc tôi xuống đến quan trường tôi cũng quan tâm đến cái việc duy trì sức khỏe và các căn ống lành mạnh và thường xuyên kiểm tra sức khỏe tôi thích đi thảo xe máy và ô tô và sang xuống là ra hồ để tận hưởng không chỉ trong lán phục vụ hồ nhiều nhà hàng ống mà tôi yêu thích tôi chưa mua các sản phẩm trẻ cũng và chỉ massage để thư giãn phục vụ là nơi tuyệt vời để sống và trải nghiệm cuộc sống. Tôi đã nói chuyện về du lịch phục vụ. Tôi sẽ nói Judith Ho Chi Minh, Judith Hanoi, Judith Tao Hồ. Tôi có thể như chủ đề để nuôi chuẩn. Xong.